Thưa các bạn, bây giờ mình đang ở một cái công trình đó. Mình biết là khu vực này có một anh tên Tâm, hát rất là hay. Nhưng mà hình như Tâm là anh này nè. Tại khi nãy mình hỏi thì có người chỉ anh Tâm đang đứng trong hồ. Chắc vậy quá. Anh ơi, dạ, chào anh. Chào anh. Dạ, anh thấy anh Tâm không anh? Dạ, đúng rồi anh. Dạ. Ủa, cái gì mà tôi đang làm mà mấy anh em tới quay cái gì vậy? Dạ, xin lỗi anh. Mình bên kênh âm nhạc á, kênh âm nhạc thì được biết là có nhiều người giới thiệu đó là anh Tâm làm xây dựng có tiếng hát rất là hay, và anh phải tên Tâm không? Dạ đúng rồi anh. Dạ, nãy hỏi mấy anh em bên kia, mấy anh em nói là anh Tâm đang đứng trọng hồ ở đây. Dạ. Thì tôi là bên kênh âm nhạc đó anh, âm nhạc đường phố, thì muốn hỏi anh Tâm là anh Tâm hát hay, anh Tâm có thể là hát để gửi tặng cho kênh của em một hai bài hát được không? Không ơi, rồi lỡ tôi hát rồi không ai xem người ta cười tôi chết luôn không ơi. Ở đó giờ tôi đâu có lên hình lên ảnh gì đâu, nhưng mà anh hát hay không? Có hát cho anh em trong nghề lao động hồ với nhau thì anh em khen nói là hát hay. Dạ, cố gắng tập luyện để hát những chương trình gì thi rồi đó, có đi thi lần nào chưa? Hát mãi xanh rồi đó. Dạ. Nhưng mà cũng đam mê lắm mà không có điều kiện anh ơi, làm theo hồ chỉ biết lao động mà kiếm tìm cuộc sống hàng ngày vậy thôi, chứ mấy cái vụ này tôi run lắm, tôi thấy tôi sợ sợ gì á. Cứ thử lên hình một lần cho biết đi, thì nói chung là biết đâu đây là cũng là cái cơ hội mà để anh được tiếp cận với khán giả. Nhiều khi cái giọng ca của anh chưa ai biết tới, nhưng mà kênh em là một kênh âm nhạc rất lớn, cho nên là có thể là khi mạnh xuất hiện lên thì có thể tiếng hát của anh sẽ được trong và ngoài nước họ thương mến tiếng hát của anh, thì tới chuyện đó biết đâu anh lại đi thi, anh đam mê theo cái nghệ thuật thì anh lại được thế này thế nọ sao. Thiệt luôn hả? Thiệt, thử đi. Nếu anh nói vậy thì tại trước giờ cũng đam mê lắm, nhưng mà không có dịp để hát thử cho mọi người ta cùng nghe, giống như mà mình nghe nói làm kênh hay là gì đó anh. Mà bữa nay được gặp anh vậy thì mừng lắm. Thôi vậy cũng xin hát một bài để tặng tất cả mọi người ha, cùng nghe ha, để coi mình hát như thế nào. Rồi, ở đây okay, nhiều người tâm khen. Hôm nay thì nói chung là khi em đi là anh phải lại chuẩn bị lo rồi sẵn hết cho anh. Rồi anh hát bài gì thì bên em sẽ tìm bài hát đó cho anh rồi anh hát thôi. Dạ. Dạ, vậy bây giờ em xin hát bài Ngoại ô buồn. Bài gì anh? Ngoại ô buồn. Ngoại ô buồn hả? Dạ. Rồi. Dạ, hình như là giờ cái giờ này như mấy anh em bắt đầu mới nghỉ trưa xong chuẩn bị làm hả? Có, dạ, có anh em phiền anh? Nghỉ trưa. Dạ, mà giờ này hát có bị phiền gì không? Nhưng mà mấy anh em thấy được hát thì chắc mấy anh em vui lắm. Rồi anh Tâm cứ thử sức mình ha. Tiền tuyến tôi về thăm căn nhà ngoại ô, thấy lòng thương vô bờ. Cũng còn đường này đây, cũng mái nhà này đây, còn mang kỷ niệm đây. Nhưng trăng đêm nay không còn tha thiết như những mùa trăng đắm say. Tôi nghe gió ru cây chiêm kêu trên ngàn mây, chuyện miên man khắc khoải chìm giữa khung nhạc đêm dài. Năm xưa anh đi từng đêm vằm vó vùng ngoại ô có người mong. Hôm nào tôi đi quê cũ thương người vì hy sinh cho non sông. Hơn 20 năm lửa binh tàn phá vùng ngoại ô lắm khổ đau. Tôi theo chân anh
vai súng lên đường cùng hiên ngang viết sử xanh. Tránh lòng thấy u hoài khi xưa mình ở đây với tình yêu với đầy khóm hoa hàng dâu thưa, lối xóm mình còn kia mà sao quá âm thầm. Sương rơi miên man khơi nhiều nhung nhớ cho những ngày vui đã qua. Tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn, nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoài ô buồn. Vàm vó vùng ngoài ô có người mong. Hôm nào tôi đi quê cũ thương người vì hy sinh cho non sông. Hơn 20 năm lửa binh tàn phá vùng ngoại ô lắm khổ đau. Tôi theo chân anh vai súng lên đường cùng hiên ngang viết sử xanh. Tránh lòng thấy u hoài khi xưa mình ở đây với tình yêu với đầy khóm hoa hàng dâu thưa, lối xóm mình còn kia mà sao quá âm thầm. Sương rơi miên man khơi nhiều nhung nhớ cho những ngày vui đã qua. Tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn, nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoài ô buồn. Tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn, nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoài ô buồn. Hay quá anh Tâm ơi, hay tuyệt vời đúng không anh? Đồng đội của anh nữa bển lấy máy quay quá trời. Anh Tâm có thể là hát thêm một bài nữa không? Hay quá. Bây giờ nó cái này thật sự mà nói lần đầu tiên mình mới được hát như thế này. Chưa có chuẩn bị trước nói chung nó không có được qua cái sự chuẩn bị gì hết đó. Mà thấy mấy anh em vui quá, mấy anh em bên kia vui lắm à. Với lại thôi hẹn anh lần sau đi nha, với cái này nó đột xuất quá rồi, sợ ở đây mình làm thuê có vợ đất á, rồi sợ bị chủ người ta phàn nàn về mình đó anh. Chứ okay, em thì em vui lắm, em mừng lắm mà sợ chủ phàn nàn về mình đó. Tại vì công việc của em là vì chính của gia đình luôn á. Rồi. Cảm ơn okay, anh Tâm. Vậy là thôi bây giờ nếu vậy thì em sẽ gọi anh Tâm tên gì à? Anh là gì dạ, Tâm? Em thì tên Tâm mà làm chung với anh em rồi làm bên hồ nè. Rồi anh em thân thiện quá gọi bằng Tâm Thợ Hồ. Cho nên thôi bây giờ mấy anh chị cứ gọi mình bằng Tâm Thợ Hồ để cho nó thân thiện hơn. Mốt cái để là tên Tâm Thợ Hồ hát bài hát đó được không? Hay là để nếu mà Tâm không? Thôi cứ hồi trước giờ tên mọi người gọi Tâm Thơ Hồ thì giờ cũng là Tâm Thơ Hồ đi anh. Rồi, ok cảm ơn anh nha. Rồi hy vọng rằng một ngày gần nhất sẽ được gặp anh và xin mời anh hát thêm nhiều bài hát tặng cho kênh em nữa nha. Dạ, chào anh. Cảm ơn mấy anh nha.